Chết mẹ mày rồi. Rồi rồi, mày xong rồi. Ui, kinh thế, hiểu biết thế. Cay, ê, lêu lêu cay. Con mẹ mày bố. Đâu bắt được em. Ê, anh có đồ ăn cho mấy đứa nè. Đâu anh, đâu anh. Chắc mày bị dính bẫy rồi. Cái gì vậy bà nội? Cậu này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy, nha, ăn cướp, thế còn có dễ. Xem, mày cho tao với con trắng đi chơi chút nhà xem. Nani? Xin vĩnh biệt cụ. Ayo đi mà. Không lên đâu. Bị mắng đó, đánh vần thôi. Lệ lệ ngắm gái, anh em ơi, tươi quá tươi rồi. Cho em coi với. Tránh ra, còn nít còn nói mà đói coi gì. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ai ốt mà. Đứng đó. Anh ăn xong rồi mới tới chú. Ê, coi kìa, coi kìa, coi cái gì kìa. What the hell? Không biết nữa, không biết nữa, không có nhớ. Đang làm gì đấy? Để anh giúp chú một tay. Ủa, mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Con này em mà làm. Chỗ này nhiều máu này. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Chết mày, bị dính bẫy rồi. Đồ ăn của tao, mày ăn hết lấy gì tao ăn, đừng ăn nữa, chừa cho tao. Tao thách mày đấy, mày thử đụng đến tao xem. À, mày định đi đâu? Tao đang nói chuyện mà mày dám đi hả? Hôm nay tao cho mày nghỉ việc không lý do nghe chứ. Ai ốt đi mà. Ai ốt đi mà. Ui giời ơi, dễ máy lồn đi mày. Tăng 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 nhảy thứ bảy tăng 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 tăng. Ê, tính lộn không? Mày là ai? Tao là ông nội mày. Ngon quá, lâu lắm mới được ăn một cái bữa là chất lượng luôn á. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.